các bạn, mình là Vũ, mình là huấn luyện viên của Goalay Sport và hiện tại mình là chủ nhiệm của câu lạc bộ Batin tại sân công viên Gò Vấp tại số 01 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Các bạn nào muốn tham gia cùng câu lạc bộ của mình hãy đến các ngày trong tuần từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Và các bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ vào số hotline trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.